Xem bây giờ còn dấu vết gì không? Đó, chân giờ là phẳng hết rồi, không còn gì. Đâu, ngày xưa u trước chưa u chỗ này. Bằng chỗ này tôi kích cỡ bao nhiêu anh? Nó phải lồi lên tầm này. Đấy ạ. Lồi tầm này. Thế cơ. Đấy. Kiếp to thế. Được còn được quả trứng gà úp đấy. Quả trứng gà úp vào đấy. Anh xâm tổng cộng trong bao lâu? Trong đồ một tuần. Một tuần mỗi một ngày thì anh xâm một lần buổi tối đúng không? Chỉ chiều tối lúc đi ngủ đấy. Buổi tối anh xâm mất bao lâu thời gian? Xâm chín mươi cái, xong hơi nó đỏ lên là hết hết mà thôi đâu. Mỗi thế thôi. Tổng cộng mất bao nhiêu phút đây? Chắc chỉ khoảng 5 phút. 5 phút rồi. Ok, cảm ơn anh. Rồi. Thế là mình nghĩ là xâm nó sẽ còn cái dấu vết gì đó. Nhưng mà xâm xong hết luôn, sạch luôn. Không phát hiện ra, tài nhỉ. Nhưng mà nó mới mọc lâu hay là nó mới lên mới không? Nó mới lên mấy tháng rồi mới phát hiện ra là cái nét của kiểu này chắc bị mổ. Mới